Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Giới chức biên giới Belgorod của Nga đã cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng đạn chùm nhắm vào dân thường sinh sống tại đây. Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga Vyacheslav Glakov đã nói với hãng tin RT rằng vụ tấn công bằng đạn chùm do quân đội Ukraine thực hiện đêm 30 tháng 8 đã khiến cho 5 dân thường thiệt mạng và 37 người bị thương. Các hệ thống phòng không Nga tác chiến ở Belgorod đã bắn hạ một số mục tiêu khi chúng định tiếp cận thủ phủ tỉnh. Tuy nhiên, đòn tấn công từ phía Ukraine đã khiến cho một xe hơi, một tòa chung cư cùng nhiều tòa thương mại bị phá hủy hoặc hư hại. Số liệu thống kê cho thấy đã có ít nhất 5 dân thường thiệt mạng. Ông Glakov nói, cũng theo vị quan chức trên, quân đội Ukraine lần này đã sử dụng pháo phản lực Vampire do Cộng hòa Séc viện trợ để phóng các tên lửa mang đầu đàn chùm vào tỉnh Belgorod. Quân đội Ukraine tới nay vẫn chưa bình luận về cáo buộc trên. Thông báo từ quân đội Nga cho hay, lực lượng tên lửa của họ gần đây đã phá hủy một kho đạn chứa vũ khí lớn nằm ở tỉnh Sumy, Ukraine. Theo nội dung bản thông báo cho biết, máy bay không người lái UAV của Nga trong quá trình trinh sát ở khu vực khu định cư Nizhnya Sirovatka thuộc tỉnh Sumy đã phát hiện một kho chứa tên lửa, đạn pháo và thiết bị quân sự của các lực lượng vũ trang Ukraine tại đó. Sau khi nhận dữ liệu tọa độ từ UAV, lực lượng tên lửa Nga đã sử dụng khí tài Iskander-M tập kích nhà kho trên. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã đăng đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa Iskander phá hủy kho vũ khí của Ukraine. Giáo sư người Mỹ John Mearsheimer cho rằng những thành công của Nga đã khiến cho Ukraine đứng trước sự lựa chọn khó khăn và phương Tây phải nhận ra kết cục cho hai bên. Ukraine phải đối mặt với sự khó khăn với những thành công của Nga. Trên chiến trường, giáo sư Mỹ John Mearsheimer cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube The Spectator, người Ukraine có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, họ thậm chí còn mất nhiều lãnh thổ hơn những gì đã mất và nhà nước của họ sẽ tiếp tục tan rã. Thứ hai, họ đàm phán và đạt được một giải pháp. Ông chia sẻ quan điểm từ góc nhìn của nhà khoa học chính trị. Theo ông, phương Tây nhận ra rằng trong mọi trường hợp, Ukraine sẽ không thể ra khỏi cuộc xung đột với tư cách là người chiến thắng vì họ không có gì phản đối rằng Nga thành công liên tục trên chiến trường. Tương tự, một cựu sĩ quan quân đội Mỹ khác, đại tá Lauren Michelson, cho rằng tình hình Ukraine trên bờ vực sụp đổ. Theo ông, bằng cách cử những lữ đoàn mới tấn công khu vực Kursk, Kiev chỉ làm trầm trọng thêm thất bại của mình. Michelson lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang giành phần lớn, nếu không phải tất cả, lực lượng dự bị chiến lược cho hướng này. Trước đó, sĩ quan tiểu đoàn Azov Ukraine Roman Ponomarenko đã thừa nhận rằng tình hình quân đội Ukraine ở Donbass đã vượt tầm kiểm soát, cũng như các nhà phân tích khác. Ông cho rằng tình hình kỷ luật trong quân đội đang rất kém. Sĩ quan này nghi ngờ các tính toán của giới chỉ huy quân sự Ukraine. Các cuộc phản công vào các khu vực khác của mặt trận có thể có kết quả. Tuy nhiên, chúng chỉ có ý nghĩa nếu mặt trận ở Donbass giữ vững được hy vọng rằng người Nga đã dồn mọi thứ vào cuộc tấn công này và kết quả là họ sẽ cạn kiệt. Tuy nhiên, chúng tôi đã nghe về điều này từ 2 năm nay, nhưng bằng cách nào đó, lực lượng dự trữ vẫn còn chưa cạn kiệt. Tướng Oleksandr Syrsky, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết các binh sĩ Ukraine đã tiến thêm tới 2 km, 1,2 dặm trong khu vực Kursk của Nga trong 24 giờ qua, tiếp tục cuộc xâm nhập qua biên giới mà Ukraine đã bắt đầu hơn 3 tuần trước. Hôm 30 tháng 8, ông Syrsky cho biết quân đội Ukraine đã tiến thêm một lần nữa với nỗ lực tái khởi động, giành được 5 km vuông lãnh thổ Nga trong 24 giờ qua. Ông Syrsky cũng cho biết các binh sĩ Nga đã thất bại trong nỗ lực mới nhất để xuyên thủng phòng thủ của Ukraine ở khu vực Pokrov, miền đông Ukraine trong 24 giờ qua. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết số lượng các cuộc tấn công theo hướng Pokrov hôm 29 tháng 8 là 58 cuộc và hôm 30 tháng 8 là 36 cuộc. Tổng thống Volodymyr Zelensky sau cuộc thảo luận với tướng Syrsky qua liên kết video cho biết kênh Telegram rằng quân đội Ukraine đã bắt thêm nhiều tù binh. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lúc đầu ngày 30 tháng 8 rằng các binh sĩ của họ đã chiếm được 3 khu định cư ở miền đông Ukraine. Nga đã gọi cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk là một sự khiêu khích lớn và cho biết sẽ trả đũa. Đầu tuần qua, Nga đã phóng hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng của Ukraine trong một trong những cuộc tấn công lớn nhất của cuộc chiến. Sau đợt tấn công dữ dội, các quan chức Kiev đã lặp lại lời kêu gọi các đồng minh bắt đầu bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trên các khu vực phía Tây của Ukraine để giúp hệ thống phòng không của quốc gia này và bảo vệ dân thường. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết trên Telegram rằng ông đã đề cập vấn đề này trong một cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng EU.
Ông kêu gọi các đồng minh tạo ra một khu vực an toàn mà ông gọi là vành đai phòng thủ trên các khu vực phía tây của Ukraine. Năm người đã thiệt mạng và 37 người khác bị thương trong một cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Belgorod của Nga, thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết. Ông nói, hệ thống phòng không ở Belgorod đã được kích hoạt, một số mục tiêu trên không đã bị bắn hạ. Một xe chở khách, một tòa nhà chung cư và một số tòa nhà thương mại đã bị hư hại trong cuộc tấn công. 5 người đã thiệt mạng và 37 người khác bị thương. Trong số những người bị thương, có 7 người lớn và 3 trẻ nhỏ đang trong tình trạng nguy kịch. Theo ông Gladkov, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa gắn đầu đạn chùm phóng đi từ bệ thống rocket phóng loạt Vampire. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky cho biết quân đội nước này đã tiến thêm 2 km ở một số khu vực thuộc tỉnh Kerch của Nga trong 24 giờ qua. Phát biểu tại một cuộc họp ngày 30 tháng 8, ông Sinsky nói, chiến dịch trên mặt trận Kerch vẫn tiếp diễn. Trong ngày qua, quân đội chúng ta đã tiến tới 2 km ở một số khu vực và kiểm soát 5 km vùng lãnh thổ tỉnh này. Cùng ngày, chính quyền Kerch của Nga đã cho biết đến thời điểm hiện tại đã có gần 220 dân thường, bao gồm 11 trẻ em bị thương do các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực này. 65 người, bao gồm 2 trẻ em đang được điều trị tại các bệnh viện. Hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã xâm nhập tỉnh Kerch của Nga ngày hôm 6 tháng 8, trong cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Quân đội Nga đã nhanh chóng phản kháng, nhưng giao tranh trong khu vực vẫn tiếp diễn. Quân đội Ukraine vẫn chiếm giữ một số khu định cư ở biên giới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng thiệt hại của quân đội Ukraine ở tỉnh Kerch lên tới hơn 7.800 binh sĩ và 75 xe tăng. Binh lính Nga đã cố gắng đưa quân đội đến khu vực trung tâm của thành phố Vovchan, tỉnh Kharkov, bằng 2 xe tăng và một xe chiến đấu bọc thép MTLB, nhưng đã phải rút lui và có thương vong. Nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov thông báo được tờ Pravda dẫn nguồn cho biết, tại Vovchan, để chuẩn bị cho các hoạt động tấn công, đối thủ đã cố gắng đưa quân đến khu vực trung tâm của thành phố bằng cách sử dụng 2 xe tăng và 2 xe chiến đấu bọc thép MTLB, nhưng đối phương đã chịu tổn thất và phải rút lui. Tuy nhiên, nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov không nói rõ phía Nga đã chịu tổn thất như thế nào. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã báo cáo ngày 29 tháng 8 rằng quân đội Nga đã thực hiện 40 cuộc tấn công và tấn công trên mặt trận Pokrovsk kể từ đầu ngày. Đã có 30 cuộc giao tranh trên mặt trận Kurakov. Tổng cộng có 156 cuộc giao tranh diễn ra kể từ đầu ngày. Lực lượng Nga đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa và 43 cuộc không kích, thả 60 quả bom dẫn đường, triển khai hơn 500 máy bay không người lái Kamikaze và đã bắn khoảng 3.000 lần vào các vị trí và khu định cư của Ukraine bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Nga đã tiến hành hơn 40 cuộc tấn công và hành động tấn công ở đây trong ngày, với cường độ lớn nhất của quân chiếm đóng Nga khi nhận được ở và xung quanh Vozdvizhenka, Zelenpole, Miroliubivka, Horodivka, Novorodivka, Kalivka, Marinivka và Mikhailivka. Tổng cộng, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 32 cuộc tấn công trên mặt trận này và 8 cuộc tấn công khác vẫn đang tiếp diễn. Tình hình rất khó khăn, nhưng quân đội của chúng tôi đang tìm mọi cách để ngăn chặn đối thủ tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine, trong thông báo nêu rõ. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận một máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp đã bị Nga phá hủy cùng với phi công. Một số máy bay do Mỹ sản xuất được chuyển giao cho Ukraine vào đầu tháng này. Trong đó, ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận rằng các máy bay F-16 đã tham gia vào cuộc tấn công bằng tên lửa lớn của Nga vào ngày 26 tháng 8. Đã mất liên lạc với một trong những máy bay khi nó đang bám theo mục tiêu. Hóa ra máy bay này đã bị rơi và phi công đã tử nạn. Bộ Tổng tham mưu cho biết trong một tuyên bố vào tối ngày 29 tháng 8, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra vụ việc. Một nguồn tin trong không quân Ukraine nói với VOA News rằng trong số các phương án được xem xét có lỗi của phi công, trục trặc kỹ thuật và bắn nhầm từ lực lượng phòng không Ukraine. Trước đó trong ngày, tờ Wall Street Journal và CNN đưa tin rằng một trong những chiếc F-16 của Ukraine đã bị phá hủy trong một vụ tai nạn vào ngày thứ Hai. Một tờ trích dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ và nguồn tin ở Kiev có những báo cáo trái ngược nhau về việc liệu lỗi của phi công có phải là nguyên nhân hay không. Phi công tử nạn được xác định là Alexei Mes, biệt danh là Moonfish, một trong số ít phi công Ukraine được đào tạo ở phương Tây để lái máy bay F-16. Sự ra đi của anh lần đầu tiên được tiết lộ qua cáo phó được đăng trên mạng xã hội bởi một thành viên hội đồng tại thị trấn Lutsk, quê hương của Mes. Anh và một trong những người bạn cùng phi đội là Andrei Jules Pinschikov là những người đại diện cho chiến dịch mua máy bay F-16 của Ukraine.
trả lời nhiều cuộc phỏng vấn phương tiện truyền thông phương Tây. Pinchikov đã từ trần vào tháng 8 năm ngoái. Mặc dù các thành viên của Liên minh F-16 của NATO đã hứa giao hàng chục máy bay cho Kiev, nhưng theo báo cáo thì chỉ có 6 chiếc được giao cho đến nay. Một công ty của Nga đã treo giải thưởng 15 triệu rúp, tương đương với 170.000 đô la Mỹ, cho bất kỳ ai bắn hạ được chiếc F-16 đầu tiên trong chiến đấu. Cho đến nay vẫn chưa có ai đứng ra nhận thưởng. Nga cho biết các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất sẽ không tạo ra sự khác biệt trên chiến trường và sẽ bị hủy giống như các thiết bị quân sự khác mà phương Tây cung cấp cho Kiev kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.